Mất rồi à? Dạ phải, mất rồi. Con đã tìm kỹ chưa? Có khi nào nó rơi xuống giường hoặc là ở đâu đó trong phòng? Con đã tìm kỹ lắm rồi, muốn lục nát cái phòng luôn mà vẫn không có. Cái giữa tì mất thiệt rồi ba ơi. Con ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tài liệu đó là sinh mạng của ba, nếu lọt vào tay công an thì sao? Con ngay lập tức tìm bằng được cho ba, nếu không đừng có trách. Con đã cố gắng giữ gìn nó với tất cả sự cẩn trọng, ngay cả lúc ngủ con cũng đeo bên mình nữa. Con không hiểu tại sao lại mất, nhưng mà sáng nay thức dậy cửa phòng của con vẫn khóa ở bên trong. Con nói sao? Cửa phòng vẫn còn khóa bên trong? Sáng nay con đã suy nghĩ nát óc luôn mà không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy. Nếu như trước đây thì mình có thể nghi ngờ được là con ma xó của thầy Mo làm, còn bây giờ thì bà đã giết chết nó rồi, còn ai vào phá phòng của con được chứ? Tìm một sắp tài liệu đã khó, tìm một chiếc USB còn khó hơn. Bình Hà, con hại ba thật rồi. Con xin lỗi, con chỉ muốn giúp ba thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ba, thay vì ba ngồi đó mà mắng chửi con á, thì ba nghĩ ra cách đi. Nếu như nó thật sự rơi vào tay công an, thì liệu mình có cách nào xóa bỏ hết chứng cứ không ba? Nếu nó rơi vào tay công an địa phương thì ba sẽ biết ngay. Ý ba nói là ba có tay trong hả? Ba có mua được một đứa, tuy chỉ là công an quèn, nhưng rất giỏi nắm tin tức. Nếu như cái USB đó lọt vào tay của công an địa phương thì ba sẽ biết ngay. Hoặc là có thể tìm cách tráo đổi, hoặc là hủy nó trước khi nó được mở ra. Nếu mà được như vậy á thì con nhẹ cả người rồi. Nhưng ba chỉ lo... Ông chủ! Ông chủ ơi! Ông chủ! Không xong rồi, hư chuyện hết rồi. Mày không cần nói thì tao cũng biết mày phóng trượt rồi đúng không? Không phải, tôi phóng trúng, nhưng mà không phải trúng thằng bé, trúng thằng Sơn Duy. Sơn Duy? Mày... Ủa, ông Sơn Duy còn sống sao? Đó chỉ là suy đoán của tôi với ông chủ thôi. Nhưng mà cô yên tâm đi, cho dù con quỷ đó có phải là thằng Sơn Duy hay không thì nó cũng vẫn chết thôi. Tại vì nó đã trúng con dao tẩm thuốc độc cô chủ. Chẳng có chuyện gì ra chuyện gì, từ con cho tới lính, toàn là một lũ ăn hại. Tôi xin lỗi ông chủ. Ông chủ, bây giờ tôi phải làm gì không chủ? Còn làm cái gì nữa, mau thu xếp hành lý trốn đi trước khi công an tóm. Nhưng mà ông chủ, công an vẫn chưa biết gì hết mà. Công an chưa biết chuyện tôi giết trở lại. Bây giờ tôi bỏ trốn chẳng khác nào lại ông tôi ở bù này. Chưa biết rồi sẽ biết nhanh thôi. Sớm muộn gì công an cũng tìm ra thằng nhóc, nó sẽ khai hết mọi chuyện. Dạ tôi biết rồi. Khoan đã. Dạ. Tao suy nghĩ kỹ rồi, thay vì bỏ trốn, mày có thể vào rừng tìm thằng bé. Trước khi công an tìm ra nó, thằng Sơn Duy chết rồi. Tao nghĩ thằng bé sẽ không trốn xa được đâu. Ông chủ yên tâm, lần này tôi sẽ không để thằng nhóc thoát được. Ba, ba với lại chú Mạnh, đừng có giết thằng bé được không? Không giết người làm sao diệt khẩu. Con cứ mềm lòng như vậy, làm sao thay ba đảm nhiệm công việc này đây? Không còn sớm nữa, mày lập tức hành động đi. Nếu muốn sống, mày phải tìm ra thằng bé đó trước khi công an tìm được nó và nó khai hết tất cả mọi chuyện. Dạ, tôi biết rồi. Ba, thằng bé đó nhất thiết phải chết sao? Mình không còn cách nào khác hả? Con nghĩ là mình... Ba nghĩ thay vì con ngồi đây quý mỹ cho người khác, thì con nên nghĩ cách tìm cái USB đó đi, trước khi nó tới tay công an. Vô dụng!